Hôm nay bên em sẽ lên cho mọi người một con sofa giường. Đây sẽ là mẫu mới mọi người nhá. Có một mẫu sofa giường văn phòng, giúp anh chị mình sẽ có thể giải quyết được vấn đề về nghỉ trưa tại văn phòng nhá. Hoặc anh chị nào mà có không gian phòng nhỏ đấy mà mọi người cần một sản phẩm thông minh. Đấy, trong mức có cho em là có hiện. Đấy, thì nói chung là mọi người có thể dùng cái khóa này để lấy chức năng này mà có thể mở lên ra. Rồi ok. Lắp đi, lắp cái chân này. Sau khi anh chị mình lắp xong hai cái chân nhá, thì người ta sẽ cho mình bốn cái miếng dán tròn tròn như này để anh chị mình dán vào chân ghế nhá. Đó, mọi người dán vào chân ghế cho em nhá, thì nó sẽ chống bị xước anh chị nhá. Chống xước sàn khi mọi người co ghế hay di chuyển ghế trong nhà nhá. Đó, bốn cái miếng này sẽ tương ứng với bốn cái chân. Sau khi lắp chân xong thì anh chị mình vặn hai thanh ngang vào đây nhá mọi người nhá. Vặn thanh ngang vào đây, cố định cái phần chân ghế lại nhá. Đó, cho nó chắc chắn. Khi anh chị mình mở cái chân này lên, đó, cái chốt này nó sẽ bật ra nhá. Anh chị mình sẽ ấn vào, nếu mọi người muốn đóng cái chân lại mọi người ấn vào nhá. Ấn vào thì mới đóng cái chân xuống nhá. Đấy, còn nếu anh chị mình không đóng vào thì sẽ không thể ấn được chân xuống.